2016, tức là ngày 17 tháng Giêng năm Bình Thân, Liên hội cựu chiến sĩ vùng hóa trình độ một phụ cận đã tổ chức một buổi họp mặt đầu năm. Mục đích buổi họp mặt ngày hôm nay là thăm hỏi, chào chúc đầu năm và cái tình huynh đệ thêm gắn bó trong những năm tháng kế tiếp, và tiếp tục bàn thảo những kế hoạch để có thể thực hiện hoàn hảo của năm 2016. Đầu tiên, đầu năm, tôi xin đại diện ban chấp hành và liên hội cựu chiến sĩ vùng hóa trình độ và phụ cận kính chúc quý niên trưởng, quý hiến trưởng, quý chiến hiệu, quý phu nhân và gia đình một năm bình thân, an khang và hạnh phúc. Buổi tiệc nhà thêm tình thân được sắp xếp tình huynh đệ, xin kính mời quý vị niên trưởng, quý vị phu nhân, mọi sự sơ suất không tỉnh khỏi, xin quý vị hãy nở một nụ cười tha thứ đầu năm. Thay mặt ban chấp hành liên hội cựu chiến sĩ Bùi Quang Thông, và sau đây tôi xin giới thiệu MC Đào Hiếu Tạo, phần phụ trách phần nghi lễ và khai mạc lễ liên hội cựu chiến sĩ ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa Đô đốc Lâm Nguyên Tấn, cựu Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cựu Chỉ huy trưởng Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân, kính thưa toàn thể quý vị niên trưởng, quý chiến hữu, đại diện cho tất cả các quân binh chủng Hải lục Không quân Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng bám trụ sở, nhân dịp đầu xuân Bính Thân, chúng tôi xin được cầu chúc quý vị và gia quyến năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành đạt. Và trong ngày đầu năm, nguyện ước của chúng ta là đẩy mạnh công cuộc vận động đấu tranh cho Tổ quốc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, nhân quyền và tiến bộ. Hôm nay cũng là 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Xin được gửi lời cầu chúc đến tất cả những cặp uyên ương, có những vị đã lập gia đình 50-60 năm nay cũng có mặt trong hội trường này, một ngày hạnh phúc, an vui và đầm ấm. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm. Kính mời quý vị đồng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công sân ơi, đứng lên
Kính thưa quý vị, phút mặc niệm chấm dứt, nghi thức khai mạc hoàn tất. Xin cảm ơn quý vị và trân trọng kính mời quý vị. Chúc quý vị như chiến hữu của dân tân, tân chủ tịch liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa qua thành đốn có nói: ngày hôm nay chúng ta đến trong tình vấn đề chi binh, và hôm nay chúng tôi được hân hạnh và trân trọng kính chào đô đốc và phu nhân. Lâu lắm rồi đô đốc mới tới với anh em. Thỉnh mời đô đốc Long Nguyên Tấn có đôi lời. Kính mời đô đốc Long Nguyên Tấn, cựu tư lệnh hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp khóa 1, khóa đầu tiên của trường hải quân Nha Trang. Thưa quý vị, anh em liên hội cựu chiến sĩ chúng ta có hai cái may mắn. Cái may mắn là cách đây một tháng, khi nhận trách nhiệm liên hội cựu chiến sĩ, tôi có điện thoại và kính nhờ đô đốc Lâm Nguyên Tấn, vị sĩ quan thâm niên hiện diện hải quân trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nhận làm cố vấn cho liên hội. Và may mắn cho chúng tôi thì chúng ta là đô đốc Lâm Nguyên Tấn đã hoan hỷ nhận lời. Ngày nay may mắn thứ hai chúng ta là dù đường xa rất là xa, đô đốc và bà Lâm Nguyên Tấn từ Fredericksburg, đường xa rất là khó đi, đô đốc lớn tuổi nhưng mà nhị vị đã đến được đây, trân trọng phải kính mời đô đốc có vài lời chúc tết anh em. Kính đô đốc. Cảm ơn ông chủ tịch Nguyễn Tấn. Kính thưa quý bà, thưa quý chị, thưa quý vị chủ tịch các hội đoàn hiện diện tại đây, thật ra là hôm nay là một cái sự bất ngờ cho tôi để lên đây có đôi lời thưa lại với quý chị nhân dịp ngày năm mới. Trước hết thì tôi cũng xin thay mặt gia đình chúng tôi và đặc biệt có bà xã ở đây để kính gửi lời đến quý vị, tất cả quý vị, những lời cầu chúc thành thật của chúng tôi cho một năm bính thân, tức là năm con khỉ, nó được dồi dào sức khỏe, mọi sự may mắn, hạnh phúc trong gia đình và thành công mỹ mãn. Thưa quý vị, tôi chẳng biết nói gì hơn là sau một thời gian khá lâu tôi không được may mắn gặp lại các bạn trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi vì ở xa, vì lớn tuổi cho nên cuộc vấn đề đi tới đi lui nó khó khăn chút. Vậy nên hôm nay tôi rất có lẽ làm vui mừng để thấy lại, nhìn lại với các bạn trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện tại đây. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi lên đây để có đôi lời thưa với toàn thể quý vị. Và chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những lời thô thiển của chúng tôi vừa qua. Xin cảm ơn quý vị. Tôi xin một lần nữa cảm tạ đô đốc và phu nhân. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin kính mời chiến hữu Đỗ Hữu Định, đương kim chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, có đôi lời thưa với đô đốc, quý niên trưởng chiến hữu và toàn thể thân quyến trong ngày đầu xuân bình thân. Kính thưa đô đốc Lâm Nguyên Tấn và bà, kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý chiến hữu cùng toàn thể quý phu nhân, thật là một vinh hạnh cho tôi, một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đảm trách
cộng đồng Việt Nam Hoàng Thành Đốn, Maryland và Virginia. Ngày hôm nay là ngày đầu năm, tôi rất vui mừng được hiện tại đây thay mặt cho cộng đồng Việt Nam ở Washington DC, Maryland và Virginia gửi đến tất cả quý vị lời chúc Tết đến thân được dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và mọi điều như ý. Đây là một niềm vui rất lớn đối với Liên Hội vì tôi xin phép ngày hôm nay có mặt của Đô Rốc Đồng Môn Tánh nói cho quý vị biết cách đây 20 năm ở trong vùng này có một cái hội phụ nhân gồm tất cả các hội đoàn cũng như là những thành phần phụ nhân họp lại với nhau để sinh hoạt. Nhưng mà hội phụ nhân ấy lúc ấy vì một lý do gì đó bất khả kháng phải tạm ngưng hoạt động. Thì chính là Đô Đốc Long Nguyên Tính là cái người đầu tiên đưa ra cái đề nghị để tất cả các hội đoàn quân đội họp lại với nhau ngồi trở lại để thành lập một cái cơ cấu mà ngày hôm nay nó trở thành đó là Liên Hội. Cái cơ cấu đó nếu tôi nhớ không lầm được đặt tên là Ủy ban Phối hợp Hành động. Sau một thời gian hành động hoạt động với các liên trưởng tướng lãnh thì lúc đó Ủy ban Phối hợp Hành động ngoài các hội đoàn quân binh chủng còn có một hội đoàn, tôi nghĩ rằng là thời đó lúc đó phải là nó gọi là hội đoàn chi của tướng lãnh, thì lúc đó là có tất cả các tướng lãnh cũng nằm trong cái Ủy ban Phối hợp Hành động đó. Thì ngày hôm nay thật là một niềm vui với số tuổi lớn của Đô Đốc Long Nguyên Tánh có mặt đây với chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái liên hội này còn tiến mạnh, còn tiến xa. Tôi xin phép kiến chúc Đô Đốc và bà Long Nguyên Tánh được dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng sát cánh với bên liên hội. Nhưng ngày hôm nay trân trọng kính chào Đô Đốc, trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa Đô Đốc, kính thưa quý niên trưởng và tất cả quý vị. Chương trình văn nghệ hôm nay nó không có chương trình, cũng giống như là cộng đồng từng nói, một chương trình không có chương trình. Chúng ta có một cái buổi họp mặt đầu năm trong một tình thương huynh đệ chi binh, và đó là đến hồn mong sẽ tất cả chúng ta sẽ có một cái ngày rất là vui vẻ. Và sau đây để bắt đầu chương trình văn nghệ, xin giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Phú có sáng tác một bài nhạc bài chúc Tết. Mời quý vị cùng lắng nghe đây, nhạc sĩ Hoàng Phú và bài chúc Tết đầu năm. Tuổi khỉ trèo leo bụi rừng, đợt chiếc lọng ùm lăn tuôn xuống ao. Tuổi dậu gà gái đêm thâu, mờ sương tinh sáng rủ nhau ra đồng. Tuổi tuất đừng có đi chơi rồng, đi vào quán nhậu thì đừng hòng mà hồi cư. Tuổi hợi không chắc có lão trư, tiệm tuần đình đám tiếp thường đình đám tự tự đi đầu thai. Mười hai con giáp hôm nay chúc mừng năm mới vui ngày đầu xuân. Mười hai con giáp hôm nay chúc mừng năm mới vui ngày đầu xuân. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rớm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình, Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Đời anh sẽ đẹp cùng có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sông hòa.
phai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà đời đã bao xuân rồi trôi. Xuân nào tuổi trời yên vui, khi thấy mai đào nở vàng nơi nơi, bên mít chân hồng ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng trời sáng đòi lên đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi tranh nghèo không người sửa san, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang về cho ta ông ơi, ba ngày xuân đi quê sớm riêng. Không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình mềm mong, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Đã đành em yêu anh sao bằng anh thương em, như biển đông lai lắm, như biển đông lai lắm, quý bằng đất nước mình, quý bằng đất nước mình, biển dâu áng vàng, biển dâu áng vàng, những tình không tạm biệt. Nhớ em tìm sao đây, đêm sao mà vẫn lòng, đêm sao mà vẫn lòng, lòng càng thương hơn. Tình nào cho em, tình nào cho đất. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như yêu người tình chung. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả
tháng năm người chia phôi, em và tôi thiên đường mất rồi. Trên lối về bên tôi bước dài lệ thế, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, nói một lời, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời. Tiếc thua nào quên, quên hết ưu phiền. Để bàng hoàng không vây kín, bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời. Mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau, ước một ngày tôi đợi chờ ta có nhau. Show me.